Đảng đoàn Quốc hội phối hợp với Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thực hiện chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội và của Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã tham dự và chủ trì hội nghị. Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Quốc hội, cơ quan tham mưu nhiều nội dung chiến lược về lập hiến, lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của nhà nước, thì càng phải nắm chắc, nhận thức sâu sắc hơn nữa nghị quyết của Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Đảng đoàn Quốc hội, của Đảng ủy cơ quan và phải chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức thành hành động cụ thể. Thời gian qua, với quyết tâm trách nhiệm cao, Đảng đoàn Quốc hội và Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội đã tập trung xây dựng chương trình hành động một cách bài bản và hoàn thành đúng tiến độ, yêu cầu đề ra với tinh thần đổi mới gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị các đại biểu tham dự lắng nghe, thảo luận dân chủ để triển khai tốt nhất chương trình và hành động trong thời gian tới. Giới thiệu những nội dung cơ bản trong chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho hay, Đảng đoàn Quốc hội đã thực hiện nghị quyết Đại hội 13 ngay sau đại hội kết thúc và đã thực hiện chương trình hành động ngay khi chưa ban hành chương trình hành động. Hội nghị lần này một lần nữa khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng đoàn trong việc thực hiện các chương trình hành động của mình. Đến nay, 16 trên 17 tổ chức Đảng đã ban hành chương trình hành động của tổ chức mình, hơn 30 nhiệm vụ trong tổng số 107 đầu công việc trong chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội đã được triển khai. Nhiều việc đã hoàn thành có sản phẩm cụ thể và các nhiệm vụ còn lại tiếp tục quan tâm, nỗ lực thực hiện, bảo đảm yêu cầu về thời gian và chất lượng tốt nhất.